Hello, hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zido MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu với bác những cái sản phẩm mà điện thoại Zido MV đang có các bác nhá. Bên em là bán điện thoại Samsung chính hãng. Đấy, mỗi một ngày thì em sẽ lên sóng một clip báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm mà bên em đang có. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt ra một giây cho em xin một nút đăng ký kênh. Và bác nào mà cần mua hàng thì các bác xem video thích trước nào thì các bác có thể cọc tiền, sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác được nhận hàng, được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Còn nếu bác nào ở Hà Nội qua trực tiếp cửa điện thoại Zido MV theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xe máy. Đấy thì các bác qua vào 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều giúp em các bác nhé. Buổi tối thì em không mở cửa vì buổi tối em còn về quay video để phục vụ lên sóng cho các bác đó cơ. Nên là nhiều bác cứ hỏi sao buổi tối không mở cửa, buổi tối mới là cái lúc mà mọi người đến nhiều. Thì em cũng rất là muốn mở buổi tối, nhưng mà nếu mà mở buổi tối lên thì ai quay video, ai lên sóng để có video để cho các bác xem. Thế nên là được cái lọ thì nó mất cái kia, nên đành phải hy sinh là không mở buổi tối. Và buổi tối thì em sẽ quay video để phục vụ các bác nhé. Ok, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu từ máy cao tiền, sau đó giảm dần xuống máy thấp tiền. Anh em nào cần mua những cái con máy rẻ tiền hơn thì các bác xem cuối video. Còn đầu tiên em sẽ quay những con cao tiền nhất các bác nhé. Samsung Galaxy S23 Ultra, một cây phiên bản Hàn duy nhất và cuối cùng trong cái lô hàng này. Một chiếc màu đen hình thức 98-99%. 23 Ultra thì phiên bản Hàn Quốc là phiên bản cao cấp nhất và nó là phiên bản 2 SIM 2 sóng nha. Từ dòng 23 trở lên anh em sẽ dùng được là 2 SIM 2 sóng. Qua này thì các bác nhìn này, cứ 2 mây này là các bác tưởng tượng là 2 mây là 2 SIM. Và RAM của nó là bản cao cấp, RAM 12/256GB. Và qua này thì chạy qua chip 8 Gen 2, pin 5000. Nói chung là S23 Ultra thì là một trong những chiếc máy dùng cực kỳ ổn định và lành rồi, và ngon rồi. Qua này giá 16,8 triệu các bác nhá. Bản Hàn Quốc màu đen 98%-99%. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, trên video quay khá kỹ luôn. 98%. Cây này 16,8 triệu. Một cây S23 Ultra. Một cây S23 Ultra màu xanh phiên bản của Mỹ. Qua này thì hình thức mới 99,69%. Đẹp như ngọc tờ rinh luôn, nguyên siêu viền inox dưới bóng các bác nhá. Bản Mỹ này thì khác bản Hàn cái là RAM của nó chỉ có 8GB thôi. Nhưng thực tế thì đối với các bác mà dùng cơ bản, mà thậm chí kể cả anh em chơi game, thì 8GB RAM của con này nó đáp ứng tất cả các nhu cầu rồi. Đấy, còn 12GB thì nó quá mạnh rồi, thì nó thừa thãi rồi các bác nhá. 8GB và bộ trong của nó là 256GB. Máy đẹp mới cứng cựa 99,9%. Con này 2 SIM 2 sóng bản Mỹ, chip 8 Gen 2. Đấy, camera 100x, 200MP, pin 5000. Con này giá hiện tại là 16,8 triệu đối với một con hàng lai lưu đẹp 99% này các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo mà em mới về hôm nay thì hôm nay về rất nhiều S22 Ultra phiên bản 128GB và phiên bản 512GB. Đây, 512GB hôm nay về một đống luôn để phục vụ các bác này. S22 Ultra hôm nay thì em chỉ về được là màu đỏ mận và màu đen thôi để phục vụ các bác nhé. Nên bác nào mà cần chốt chiếc nào thì các bác vào việc qua cái Zalo em để góc đây. Galaxy S22 Ultra hàng này new mới cứng cựa 99,9%. Phiên bản Mỹ đang có hai màu là màu đen và màu đỏ tím này các bác nhá. Hai màu nói chung là hàng này new đẹp như mới, nói chung là không một vết xước anh em nhá. Con này thì nói chung là hàng gọi là hết nước chấm rồi, chỉ dành cho những cái bác nào yêu cái đẹp thôi. Thời điểm này một con hàng flagship S22 Ultra dung lượng 512GB, giá chỉ như một con hàng tầm trung thôi các bác nhá. Đấy, nguyên siêu viền inox này, tất cả các chức năng là hoạt động ok, ngon lành cảnh quất luôn. Đấy, con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em. Mấy con đen này mới về em biết đã mở nguồn đến chưa. Đấy, con này các bác sẽ được sở hữu cho em một cái quả màn hình rộng 6,8 inch, màn hình 2K cộng và cái tần số quét của nó là 120Hz này. Đấy, phiên bản này là phiên bản của Mỹ nhá, 512GB. Đấy, con này thì mới về xong, bản Mỹ 2 SIM, RAM 12/512GB, các bác đều thoải mái luôn. Pin 5000, chip 8 Gen 1. Tất cả các chức năng hoạt động ok, máy mới cứng cựa 99,9%. Thì đối với cái phiên bản 512GB bản Mỹ này thì bên em hôm trước để bán rất là nhiều. Và hôm nay em lại tiếp tục về hàng màu đen để phục vụ các bác nhé. Lô này thì về được nhiều màu đen thôi. Đấy, 512GB thì hôm nay về được toàn màu đen. Đấy, các bác không có sức mà mua thôi, nhiều các bác nhé. Màu đen, màu đỏ mận, hai màu rất đẹp luôn để phục vụ các bác này. Các bác màu đen này, phê chưa? Con này thì giá hiện tại đang là 13,5 triệu. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản 512GB các bác nhá, bản Mỹ. Còn Galaxy S22 Ultra bản 128GB thì em đang có một cái lô. Đây, cũng hôm nay thì cũng có màu đỏ mận và màu đen. Đấy, cũng có hai màu để cho các bác lựa chọn này, đỏ mận và đen. Nhưng cái này bản 128GB và giá rẻ hơn rất là nhiều. Đối với phiên bản 128GB này thì em bán hôm trước đã hết sạch rồi. Và em lô này mới về thì đang có giá là 10,9 triệu các bác nhá.
Đấy, 10 triệu 900 nghìn một con hàng flagship, em thật các bác, hơn 10 triệu thì cũng chỉ như những con hàng tầm trung thôi, mà các bác được sở hữu một con máy mới đét đèn đẹt luôn, 99,9%, camera 100x, hai sim hai sóng, RAM 8 128GB, đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày của các bác luôn. Con này thì giá hiện tại là 10 triệu 900 nghìn một con hàng đẹp keng, mới cứng cựa. Và S22 Ultra thì phiên bản Hàn Quốc thì bên em đã hết hàng rồi. Đấy các bác nhá, phiên bản Hàn Quốc thì đã hết sạch hàng, không còn chiếc nào nữa. À đây, cái phiên bản 128GB thì em về được cả màu trắng này. Đấy, quên không giới thiệu bác, tí nữa thì quên. Hiện tại thì phiên bản 128GB thì em đang có 3 màu, là màu trắng này, màu đen và màu đỏ mận này nhá. Thế nên bác nào mà thích chiếc nào thì các bác bảo là anh cần chốt con gọi là S22 Ultra màu trắng ngọc tờ ring. Đấy, màu trắng ngọc tờ ring như này nhá. Thì các bác nhắn tin Zalo cho bên em này, sau đó là các bác chụp ảnh màn hình lại này. Các bác thích chiếc nào thì các bác em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy thì các bác cọc tiền, sau đó bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Nhiều bác thì bảo là cọc tiền, đến cái lúc bảo cọc tiền thì bảo là ơ phải cọc tiền á. Thì cái việc là cọc tiền là cái việc đương nhiên rồi. Đấy, chứ không phải cứ gọi điện phát thì em gửi cho anh con máy này đến ngay em sấp sấp mày mày em gửi đến đâu. Bởi vì bây giờ cọc để tránh gọi là trẻ con đặt cho vui mồm và tránh đặt ảo các bác nhá. Đấy, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Một đơn hàng gửi đi mười mấy triệu, chẳng lẽ cọc 300 nghìn, 400, 500 nghìn mà lại không cọc nổi được thì làm gì có trách nhiệm với đơn hàng. Đấy, bây giờ trẻ con mấy ông nhõi quan cấp 2 cho chục cái số điện thoại, sau đó là cứ gọi đến anh ship cho em một con S22 Ultra đến đây em xem cho nó như thế nào. Đấy thì cô ship đến xong rồi đến bảo mẹ em chưa cho tiền nên em không lấy được, anh cho hoàn về đi, thì tự nhiên nó mất đi mấy trăm nghìn tiền ship hai đầu, rồi hàng nó om ở trên trên app giao hàng nữa. Đấy, có phải là chết dở không các bác? Nên là anh em nào mua thực sự thì cọc tiền là cái việc bình thường. Và hầu hết là nhà em thì trước nay được cái việc mà người thắc mắc, cái lượng người thắc mắc cái kiểu như thế, nó chỉ chiếm trên gọi là hàng nghìn người, chắc chỉ được 1-2 người gọi thắc mắc kiểu vậy thôi. Bởi vì anh em xem kênh này em đã biết rồi, là phải cọc tiền thì bên em mới gửi hàng, để tránh gọi là trẻ con đặt cho vui mồm. Thế bây giờ cái đơn vị nào nó ghét chẳng hạn, hay nó không thích, nó ghen ăn tức ở, nó cho đến 4-5 ông cháu trẻ con cấp 2 ấy, đặt phát ship mỗi tỉnh một cái, sau đó là gửi về. Đấy, có phải là tự nhiên như thế nào gọi là mất, không có tí trách nhiệm nào không các bác, đúng không? Đấy. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cái phiên bản 128GB thì đang là 10 triệu 900 nghìn các bác nhá. Đấy, S22 Ultra này, S23 Ultra mà bên em vừa giới thiệu cho bác, rất nhanh gọn. S22 Ultra thì có bản 128GB và bản 512GB, bản Mỹ và bản Hàn hết hàng rồi nhá. Bản Mỹ thì chỉ có hàng đẹp keng như này thôi. Đấy, bản 128GB thì 10 triệu 9, 512GB thì 13 triệu 5. Đấy, và S23 Ultra. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu bác một cái sản phẩm tiếp theo, cũng có bút S Pen như cái dòng 22 Ultra. Thì các bác cũng biết rồi, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, một huyền thoại của họ nhà Samsung. Các bác nhìn chưa? Note 20 Ultra, trước mặt các bác đây là một con hàng lai lưu màu đồng, đẹp mới cứng cựa 99,9%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Cây này thì còn nguyên cả siêu viền luôn các bác. Đấy, gọi là hàng không một tí vết các bác nhá. Các bác nhìn cái quả camera nó phê chưa, nó đẹp chưa? Đấy, con này thì thiết kế đẳng cấp rồi. Màn hình của nó là 6.9 inch 2K cộng và 120Hz. Đấy, 1% pin rồi. Con này chắc sắp tắt nguồn đến nơi rồi các bạn. Đấy, còn có 1% pin thôi. Màn hình 6.9 inch cong tràn viền 2K cộng và 120Hz. Đấy, RAM thì là 12GB, bộ trong của nó là 128GB, bản Mỹ 2 SIM 26 anh em nhá. Con này chắc sắp tắt nguồn rồi. Đấy, đáp đồng quốc tế này, màn hình sáng trưng đẹp trong veo luôn, không ám mố lưu ảnh gì hết. Đối với cái hàng đẹp lai lưu đẹp keng này thì đang có giá là 8 triệu 600 nghìn. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Đấy, dòng Galaxy Note 20 Ultra 5G. Phiên bản này là phiên bản USA đấy các bạn, phiên bản của Mỹ nhá. Đấy, hàng mới cứng cựa luôn này, sạc siêu nhanh này. Con này thì sạc nó chỉ tầm hơn 1 tiếng một chút là đầy rồi. Đây 1 tiếng 11 phút này các bác nhìn chưa? Đấy thì gửi đi thì bên em sẽ tặng sạc siêu nhanh này cho các bác nhá. Con này thì giá là 8 triệu 6 đối với cái phiên bản là phiên bản của Mỹ. Phiên bản của Mỹ dung lượng là 128GB. Đấy, cây bản Việt Nam này vừa sạc xong thì em phải mở nguồn lên tí giới thiệu cho bác. Bản Mỹ hàng đẹp keng màu đồng 8 triệu 6, còn ngoài ra em có cả hàng 98% thì đang có mức giá là 7 triệu 6 thôi các bác nhá. Đấy, hàng 98% này thì nó sẽ xước hơn một chút so với hàng kia. Đấy, có hai chiếc này hàng 98%. Có này thì hình thức của nó thì cũng khá là mới, nó chỉ gọi là hằn nhẹ một chút trên viền gọi là theo thời gian, chứ cũng không có cấn móp gì các bạn nhá. Thì con này hiện tại giá em được bán cây này với cái giá là 7 triệu 6. Đấy, cây này cũng nguyên cả siêu viền này các bạn này. Đấy, bên dưới còn nguyên cả cái siêu viền chưa lột ra luôn, cái này lột ra thì mới đét luôn anh em nhá. Con này là một con Galaxy Note thì đương nhiên là các bác nó là hàng flagship rồi. Đấy, dùng cực kỳ sướng luôn. Đây có con chữ đẹp này. Con này thì giá hiện tại là 7 triệu 600k, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, anh em lại gọi rất nhiều, phải tắt đi tí nữa nghe sau các bạn. Ok, thì đấy là cái dòng Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản của Mỹ. Nếu mà hàng đẹp keng thì là 8 triệu 6.
còn hàng phẩy thì là 7,6 triệu các bác nhá. Ngoài ra thì bên em còn duy nhất và một chiếc cuối cùng, con này là con bản Việt Nam. Hôm qua thì có 3 chiếc thì bán hai rồi, còn đúng một chiếc màu đồng. Đấy, một chiếc màu đồng bản Việt Nam mới 99%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Con này thì phiên bản Việt Nam, hai sim vật lý, game cổ quại, bộ trong 256GB. Nhưng cái bản Việt Nam này RAM có 8GB thôi nhá, chứ không phải RAM 12 như kiểu cái thằng bản bản Mỹ kia. Đấy thì trên clip có như nào em đã trình bày hết rồi. Màn hình 6,9 inch 2K cộng và 120 mạch này. Đấy, bộ trong là 256GB RAM 8 này. Chip vẫn là chip Qualcomm Snapdragon 865, nên con này kể cả các bác dùng cho các bác là chip RAM 8 nhưng mà vẫn còn rất là mượt các bác nhá. Mà một con hàng flagship này giá chỉ đúng như một con hàng tầm trung thôi. Thì con này giá hiện tại là 8,5 triệu. Tặng cho các bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình. Đấy là vừa xong em đã giới thiệu cho các bác ba siêu phẩm lốt 20 Ultra, S22 Ultra và S23 Ultra. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu máy nữa cũng khá là hay trong cái tầm tiền các bác nhá. Đây, Samsung Galaxy S21 Ultra, hàng mới cứng cựa 99,9%. Nếu mà bác nào mà dùng gọi là hai sim mà các bác cần một con hàng mới cứng cựa thì các bác chơi con này cho em. Một chiếc màu đồng, một chiếc màu bạc và một chiếc màu đen. Hai chiếc này là hai con phiên bản của Mỹ, hàng nguyên ni lông dưới bóng, nguyên siêu viền các bác nhá. Đẹp keng không một tì vết, tất cả các chức năng hoạt động ok. Con này đó là hàng live lưu 99,9%. Đấy, màn hình của nó được sở hữu một quả màn hình AMOLED, kích thước rộng là 6,8 inch. Độ phân giải màn hình 2K cộng và cái tần số quét màn hình lên tới 120 mạch này, RAM 12 128GB này. Chip Qualcomm Snapdragon 888 này, hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin 5000. Đối với cái hàng đẹp keng này thì em đang bán là 8,990,000 các bác nhá. Đấy, 8,990,000 một con này. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ cho bác một cái ốp lưng, một bộ sạc cáp và một miếng dán màn hình rồi. Đấy, đối với cái hàng đẹp keng không một vết mũi đốt này thì là 8,990,000. Đấy. Của bên em thì còn rất là nhiều S21 Ultra để phục vụ các bác. Bác nào cứ thích là các bác cứ nhắn tin Zalo cho bên em ở góc này. Đấy, số điện thoại thì em cứ để ở một góc để cho các bác tiện theo dõi nhá. Đấy, Samsung Galaxy S21 Ultra, phiên bản của Mỹ, hàng mới cứng cựa thì là 8,990,000. Còn ngoài ra thì em đang có một cái lô S21 Ultra nhưng nó là hàng xước. Đây, nó là hàng xước các bác nhá. Hàng xước thì đang có mức giá loanh quanh 7,5 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Camera 100x này, xước này. Đấy, rồi xước viền này. Đấy, rồi xước đại loại là hàng xước thì nó rẻ hơn 1,5 triệu so với cái hàng đẹp keng kia. Thì có quan rẻ hơn 1,5 triệu thì đương nhiên nó phải xước hơn rồi. Đấy, các bác nhìn này. Nếu mà anh em mà không có quan trọng hình thức quá thì các bác có thể chơi những con này. Đấy, xước kính nhá. Xước kính này. Nhưng mà màn hình thì sáng đẹp và tất cả các chức năng thì hoạt động ok. Đấy, màn hình sáng đẹp này, kính xước nhẹ tí không ảnh hưởng gì. Dán lên hết sạch luôn. Đấy thì những con 7,5 triệu này là những con có xước các bác nhá. Đấy, những con có xước. Đấy, con số 23 và con số 10. Con số 10 này còn xước cả cái lưng nữa này. Đấy thì còn hai chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. Cái lô hàng này thì những cái con này em đang bán thanh lý thu hồi vốn rồi. Hôm trước thì những cái con hơn 8 triệu kia thì đã bán có công một tí rồi. Thì những cái con này gần như là bán thu hồi vốn thôi các bác nhá. 7,5 triệu, cây số 10 và cây số 23. Rồi có cây 7,3 triệu này. Xem cây 7,3 triệu này như thế nào. Cây 7,3 triệu này thì nó ok, 7,3 triệu này ok phết các bác nhá. Cây 7,3 triệu này khá ngon này. Đấy, cây 7,3 triệu, cây số 5. Đấy thì nếu bác nào mà không quan trọng hình thức thì các bác chơi những con 7,3 triệu, 7,5 triệu. Đấy. Ngoài ra thì em đang có Galaxy S21 Ultra, hai cây bản Samsung Việt Nam. Hai con này thì mới tầm 98-99%, một chiếc màu bạc và một chiếc màu đen. Hai chiếc bản Việt Nam, hai sim vật lý, game cuộc gọi nhá. Con này thì màn hình to, kích thước đang hết pin, một chiếc đang hết pin. Màn hình kích thước 6,8 inch. Đấy, cũng là bản nó là bản Việt Nam, RAM 12GB, bộ trong là 128GB. Nói chung con này màn hình rất đẹp nha các bác nhá. Chả qua đang dán cái miếng siêu thôi. Các bác nhìn lột ra này. Đấy, các bác nhìn nó nét chưa? Lột ra nó nét nẹt nẹt luôn. Nói chung nhìn cực kỳ phê luôn. Chẳng qua đang để cái miếng siêu nhìn nó xấu rồi các bác. Con này thì RAM 12GB này. Đấy, các bác nhìn màu sắc chữ nó lét căng luôn. RAM 12GB, bộ trong là 128GB. Chip thì Exynos 2100 cực kỳ mát nhá. Hai sim vật lý này có hỗ trợ 5G này, màn hình sáng trắng đẹp trong veo này. Con này thì giá hiện tại là 8,8 triệu, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình. S21 Ultra bản Samsung Việt Nam. Đấy, còn hai chiếc này 8,8 triệu một chiếc các bác nhá. Đấy thì bác nào mà yêu thích cái sản bản S21 Ultra bản Việt Nam thì các bác kết nối qua Zalo cho bên em. Và cái sản phẩm tiếp theo chính là S22 Plus. S22 Plus có một chiếc phiên bản của Hàn Quốc màu xanh. Con này thì lưng rất mới này, lưng đẹp nhá. Đấy, 3 cam sau, một đèn flash, màn hình phẳng. Kích thước là 6,6 inch nhưng cảm giác rất là rộng luôn. Kích thước con này 6,6 inch nhưng mà nó kiểu phong cách hiện đại các bạn. Nhìn nó cực kỳ tràn viền nên cảm giác nó rất là rộng các bạn nhé. Và hình thức con này thì viền hơi xước nhé. Đấy, các bạn nhìn viền hơi xước này.
Nếu bác nào mà dùng ốp lưng thì nó cũng thế thôi, 30.000 vào đây thì nó thành ngọc tờ rinh ngay. Đấy, dùng máy thì ai người ta gọi là ngắm cái viền bao giờ đâu. Qua đây thì màn hình sáng trưng, đẹp trong veo, giá thì cũng hợp lý, 7.600.000 các bác nhá. 7.600.000 một con S2 Plus bản bản này là bản Hàn Quốc, một SIM 256GB, RAM 8GB. Đấy, pin 4500, chip 8Gen1. Qua này thì giá là 7.600.000 này. Còn ngoài ra thì em có cả bản Mỹ, bản Mỹ thì đang loanh quanh 7.800.000. 7.800.000 đối với con số 1 và con số 3. Đấy, hai con này là 7.800.000 nhá. Hai con này thì hình thức của nó tầm 97%. Nói chung bản Mỹ thì em còn vài chiếc nữa, con này 97% này. Màu đen huyền bí, hai SIM 26, chip 8Gen1. Camera thì gọi là LED nẹt nẹt luôn. Đấy, camera nét luôn. Các chức năng ok các bác nhá. Đấy, Samsung Galaxy S21 S22 Plus phiên bản của Mỹ, 7.800.000. Rồi có cả cây 7.500.000 nữa, cây 7.500.000 thì nó hơi xước một chút. Ok, sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 6 triệu thì đây, Galaxy S22 nhỏ, một con máy nhỏ gọn xinh xinh, cầm chắc chắn. Đấy, con này thì còn màu tím và màu trắng này, con này đang hết pin. Màu tím, màu trắng các bác nhá. Đấy, màn tràn viền 6,2 inch. Bộ ở trong 256GB, pin 3700 nhưng mà dùng khá là tốt luôn. Pin RAM 8, bộ trong 256GB, chip Snap là 8 Gen 1. Camera này nét nẹt luôn. Con này thì nhỏ gọn xinh xinh, có game của gọi các bác nhá. Đấy, 6.800.000. Nếu bác nào mà như người già hoặc nhiều người là hay thích một con máy đút túi quần túi áo tiện lợi và màn hình các kiểu cấu hình vẫn đáp ứng nhu cầu của bác ấy, thì các bác lựa chọn con S22 nhỏ này, 6.800.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho bác nhé, trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu một tí thì Samsung Galaxy S21 Plus vẫn là một trong những cái chiếc máy bên em đang bán rất là chạy trong thời gian này. Samsung Galaxy S21 Plus bản Hàn Quốc này các bạn này, zin đét đèn đẹt luôn, máy mới 98%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy S21 Plus đây, có màu màu hồng, màu tím, màu đen, đầy đủ 3 màu để cho các bác lựa chọn nhé. Rất nhiều chứ không chỉ là 3 chiếc này đâu. Đấy, Samsung Galaxy S21 Plus, lô hàng này mới 98%, zin đét đèn đẹt luôn, 3 cam sau, một đèn flash. Nói chung trong cái tầm tiền 6 triệu thì con này là hợp lý. Xem con nào có pin sẽ giới thiệu cho bác về cái lô hàng này, lô hàng mới các bạn. Đây, các bạn nhìn này, còn chưa chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt, còn đầy đủ cả những cái ứng dụng của bọn Hàn Xẻng, bên Oppa trong này nữa. Tất cả các chức năng hoạt động ok nhá. Cái này thì chuyển tiếng Việt rất là nhanh thôi. Cái này thì mai em sẽ đặt lại máy thành cái máy mới. Và trước khi gửi đi là máy của các bác sẽ thành một cái máy mới nhá. Và em cài đầy đủ tiếng Việt, CS, Play các kiểu, chứ em không bao giờ em để các cái lằng nhằng như này ở đây, ở máy cũ đâu các bạn. Đấy, trước khi gửi đi là em phải gọi là phải cài hết thành cái máy mới, đầy đủ tiếng Việt này và không còn một tí dữ liệu nào nhá. Đấy, nhiều bác thì thắc mắc có cái vạch đỏ bên cạnh là cái gì thì đây. Cái này nó là cái màn hình cạnh thôi. Cái này thì tắt đi thoải mái. Đấy, tắt đi thoải mái nhá. Không là nhiều bác không biết. Đấy, con này là con Samsung Galaxy đấy, tắt đi rồi này. Con này là con Samsung Galaxy S21 Plus, một trong những con máy trong tầm tiền 6 triệu quá ngon. Đây, cũng giống như kiểu là một cái con máy này dữ liệu còn nguyên này. Đấy, camera chất lượng cực kỳ tốt luôn. Đấy, camera người ta chụp đây, màu sắc các kiểu rất chi tiết luôn các bạn nhá. Samsung Galaxy S21 Plus, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc này. RAM 8, bộ trong là 256GB, 3 cam sau, một đèn flash, máy zin nguyên bản luôn nhá. Bên em thì xách tay trực tiếp bên Hàn về, nên là các bác yên tâm. Đây, bên Hàn này, đấy, chụp ảnh rất nhiều luôn, màu sắc các kiểu chi tiết. Nói chung bác nào mà thiên về cái chụp ảnh nhiều ấy, hoặc là các bác trải nghiệm những cái con máy này thì các bác biết rồi. Đấy, chất lượng rất tốt nhá, màu sắc camera hay là cấu hình cũng ngon. Đấy, giá thì hiện tại em đang loanh quanh cho bác là 6.300.000 một chiếc Samsung Galaxy S21 Plus, dùng tất cả các cái ứng dụng của Việt Nam ok nha các bác nhá. Nhiều bác có hỏi Calox hay không, rồi những cái đấy là em bao trọn đời. Riêng Calox để khóa mạng này là em bao trọn đời, còn cái mật khẩu màn hình với cái tài khoản Google thì các bác về các bác lập thì cái đấy em không bao. Còn cái riêng Calox liên quan đến nhà sản xuất là kể cả hết bảo hành, bên em vẫn bao cho các bác trọn đời các bác nhá. Nên là các bác dùng cứ yên tâm. Calox, USIM các kiểu liên quan đến khóa ấy, này em bao trọn đời. Đấy, thực ra thì bản Hàn Quốc thì nó không có Calox. Nó chỉ có gọi là khóa Google mật khẩu, nhưng cái đấy thường là do người dùng. Đấy, thì con đấy hiện tại là S21 Plus này em đang bán cho các bác là 6.300.000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, anh em nào yêu thích thì kết nối ngay cho di động MV để vào việc. Có màu tím, màu đen, màu hồng, 3 màu các bác nhá. Đấy. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền từ 5 đến 6 triệu đi, Samsung Note 20 5G bản Mỹ còn đúng 2 chiếc này thôi. Nên bác nào nhanh tay thì chốt nhá. Không đến cái lúc hết hàng rồi mới hỏi còn khay không. Thì hiện tại thì trong cái tầm tiền mà trên 5 triệu một tí ấy, thì có mỗi cái duy nhất cái mã này là mã 2 SIM.
là cái con Samsung Galaxy Lốt 25G này, là con 2 sim màu đồng. Hai con này thì đẹp tầm 99%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, con này thì con Lốt 25G màu đồng của bác nhé. Màn hình AMOLED 6.7 inch, con này thì RAM của nó là 8/128GB, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Chip Snapdragon 865 này. Đấy, nói chung là hơn 5 triệu thì như này quá ngon rồi. Hai sim hai sóng, có hỗ trợ 5G, màn hình 6.7 inch, màn hình phẳng. Đấy, hình thức mới 5,5 triệu một chiếc các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng tấm màn hình. Hôm qua có 3 chiếc thì bán một rồi, còn 2 chiếc cuối cùng. Và cái sản phẩm tiếp theo chính là con Lốt 25G, nhưng nó là phiên bản của Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc này thì anh em sẽ dùng được là một sim, nhưng mà bộ trong của nó sẽ là 256GB. Hiện nay thì bản Hàn Quốc em có màu đồng, màu đen, màu đỏ, màu hồng, 4 màu này cho các bác lựa chọn này. Hình thức máy thì tầm 97%. Đấy, các bác nhìn hình thức máy ok chưa? Cũng khá là ngon các bác nhá. Nó chỉ gọi là hơi phe phải nhẹ một tí thôi, nhưng mà hình thức còn rất là chất lượng và ngon luôn. Giá thì có loanh quanh có 5 củ một chiếc. Đấy, 256GB, màn hình to rộng, kích thước lớn, mà gần như cái loại này gần như dùng không có lỗi vặt gì luôn các bác nhá. Lốt 20 nó gọi là một trong những cái dòng lồi đồng cuối đá rồi. Đấy, gọi là châu bò này các bạn. Đấy, màu đen còn rất là nhiều này, đây màu đen có mấy chiếc đây này. Màu đen có cây 4,8 triệu thì nó hơi xước hơn một tí, đây cái cây rắn tem này là 4,8 triệu này. Thì cây này nó hơi xước hơn một tí thôi. Còn lại những cái con kia là 5 triệu các bác nhá. Đấy, 5 triệu. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình và không có một cái lỗi lầm gì hết. Đấy, nhiều bác cứ hỏi có lỗi gì không là cái điều gọi là điều không thể có lỗi được các bác nhá. Bởi vì những cây nào lỗi em báo ngay và nhà em bán là không có lỗi lầm gì hết. Tất cả các chức năng là hoạt động ok, ngon lành cánh quất luôn. Đấy, có màu đồng, màu đen, màu đỏ, màu hồng, 4 màu. Bác nào thích màu nào thì các bác đăng ký đặt hàng qua cái số Zalo này các bác nhá. Lốt 25G. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu nhanh trong 10 phút cuối cùng những cái dòng máy giá rẻ hơn. Đấy, dòng đây loanh quanh 5 triệu thì còn một cái mã nữa là mã Galaxy Lốt S215G. S215G 3 cây trước mặt các bác, đây là một cây bản Hàn và hai cây bản Mỹ. Đây hai cây bên tay phải đây, em đây là hai cây bản Mỹ này. Một cây này là bản Hàn Quốc này. Bản cây bản Hàn Quốc màu hồng này thì đẹp tầm 98 đến 99%. À 98% thôi các bạn, chân sạc hơi xước này. À, 97-98% thôi. Con này hơi xước tí chân sạc thôi các bạn nhá. Nhưng mà màn hình nhỏ gọn, bộ trong 256GB. RAM 8, bộ trong 256GB, có game của gọi, camera nét nẹt luôn. Con này giá 5 triệu nhá. Đấy, thực tế thì gọi là những cái con hàng zin như này ấy, thì không thể tránh được những cái vết xước nhẹ. Thì giá thì cũng rất là hợp lý, 5 triệu một chiếc. Còn ngoài ra hai chiếc này thì hàng gọi là tầm 97-98%. Thì hai con này 5 triệu này, hai con màu hồng bản Mỹ này, 5 triệu này. Đấy, viền ok, máy hồng viền vàng, rất đẹp. Rồi có cả màu trắng này các bác nhá. Bản Mỹ 2 sim 2 sóng, RAM 8 128GB. Đấy, còn màu trắng này, rồi có cả màu đen. Đấy, em còn có mấy chiếc bản Mỹ thôi. Lên bác nào mà cần chốt một con máy nhỏ gọn xinh xinh. Đấy, con này thì hơi xước này. Đấy, hơi xước. Con này 4, con này 5 triệu các bác nhá. Đấy, 5 triệu. Samsung Galaxy S215G. Rồi có một cây đốm này. Có cây đốm này thì bị đốm một cái vết bằng cái đầu kim. Con này qua mấy bác cũng hỏi xong là bảo chốt mà cuối cùng cũng không thấy đâu nữa. Thế nên hôm nay lại tiếp tục giới thiệu các bác. Con này thì bị đốm một cái vết đúng một cái đầu kim bé bé xíu ở góc này thôi. Còn lại thì ok, đây các bác nhìn này, khi mà cầm như này nó chả ảnh hưởng gì cả. Cái hoặc trong quá trình sử dụng nó chả ảnh hưởng gì các bác nhá. Và cái đấy thì nó rất là lành. Cái này giá 4,3 triệu. Đấy, Samsung Galaxy S215G. Sản phẩm tiếp theo Galaxy Quantum 3, một trong cái mã máy ngày hôm qua em bán 4-5 chiếc luôn. Galaxy Quantum 3 này em về gần 50 cái rồi nên nó gọi chỉ là nhiều vô số, các bác không có sức mà chọn các bác nhá. Con này thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng. Galaxy Quantum 3 là một trong những cái chiếc máy trong tầm tiền 4 triệu thì cực kỳ ngon. Màn hình của nó là màn hình Quantum 3 này là màn hình AMOLED 6.7 inch. Đấy, RAM 8GB, bộ trong là 128GB. Chip con này là chip MediaTek các bác nhá. Đấy, chip con này là chip MediaTek 120Hz, pin 5000, nói chung là màn to, pin trâu. Đấy, con chip thì hơi yếu một tí, nhưng con chip MediaTek đời mới thì nó cũng ok. Nhưng so với chip Qualcomm thì nó hơi kém một tí nhá. Nhưng mà con này là một trong con máy dùng cực kỳ ổn định luôn. Ngon lành cảnh quất, lồi đồng cuối đá, màn to pin châu. Đấy, thì các bác lựa chọn con này. Có chip kém nhưng mà thực tế này, các bạn nhìn bấm phát ăn ngay luôn. Có kết hợp với quả màn hình 120Hz nữa. Galaxy Quantum 3 giá cho các bác là 3,990,000. Đấy, có mấy con đẹp 4,2 triệu thì em bán hết rồi. Và cái sản phẩm tiếp theo chính là con máy Galaxy Quantum 2. Quantum 2 cũng là một trong những con máy mà bên em đang bán cũng là chạy trong mấy ngày vừa rồi. Đây, Galaxy Quantum 2 đang lẫn với cái A52s này. Nói chung cái hàng tầm trung đợt này em khá là nhiều hàng. Quantum 2 này có màu đen, màu tím, màu trắng, đầy đủ cho bác 3 màu. Hàng mới 98 đến 99%. Zin nguyên bản từ A đến Á, tất cả các chức năng hoạt động ok.
Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, con này thì Galaxy Quantum 2. Một cái màn hình các bạn nhìn phê chưa? 6,7 inch. Đấy, màn AMOLED 2K 120Hz, RAM 6GB, bộ trong là 128GB, chip Snapdragon là 855 Plus, pin 4500. Quantum 2 màn cong tràn viền 3.990.000 này. Đấy, một SIM bản Hàn các bạn nhé. Rồi có một cái loại nữa là con A52S. A52S này thì em cũng khá là nhiều chứ không ít đâu các bạn. A52S này có màu đen, màu trắng. Đấy, hai màu thôi. A52S thì có hai màu, đen trắng các bạn nhá. Giá cây này là 3.500.000. A52S con này thì một SIM bản Hàn Quốc. Màn hình 6,5 inch, RAM 6GB, bộ trong là 128GB, chip con này chip Qualcomm. Đấy, chip Qualcomm cực kỳ mượt luôn, màn này còn 120Hz, pin 4500. Nói chung là dùng cơ bản thì quá ok luôn. Giá thì các bác bảo có hơn 3 triệu thì dùng như này quá ok và ngon các bác nhé. 3.500.000. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác. Và một cái sản phẩm tiếp theo chính là S20 FE. Em có hai chiếc S20 FE khá là mới. Hai con này mới tầm 98-99%. S20 FE bản Hàn Quốc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng này. Đấy, màn hình con này thì 6,5 inch. Màn hình AMOLED 6,5 inch này. Đấy, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Android 13. Con này thì RAM 6 128GB, chip Snapdragon 865, S20 FE 5G bản Hàn Quốc, 4.2 triệu các bác nhé, 4.2 triệu. Một cái sản phẩm tiếp theo là lốt 15G. Lốt 15G này quá nhiều. Lốt 15G nhỏ các bác nhé, xinh xinh nhỏ gọn, giá 4.2 triệu một chiếc, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Lốt 10 RAM 12, bộ trong là 256GB. Cây này thì giá cho các bác là 4.2 triệu. Đấy, em giới thiệu nhanh rồi, những cái mã này thì em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Đấy, 4.2 triệu một con Galaxy Lốt 15G các bác nhé. Đấy, thực sự là bây giờ đến tầm này đang mệt lắm rồi, em còn chưa cơm nước thì quay video lên sóng cho các bác xong là bắt đầu với cơm nước nên là thực sự rất mệt và đuối. Con này là con S15G 512GB màu đen. Đấy, hình thức máy khá mới. Đây, lau chùi đi sạch sẽ đẹp đẽ. Con này tầm 98%, bản 512GB các bác nhé, và sót đúng một cây cuối cùng rồi thôi. Đấy, ngày mai sẽ về một cái lô mới. Cái lô mấy con màu đa sắc vừa rồi em bán hết rồi. Đấy, con này RAM 8/512GB này các bạn này. Đấy, con này bán 4.500.000 thôi các bạn nha. Bằng giá với mấy con đa sắc, 4.500.000 một con Galaxy S15G. Màn hình 6,7 inch 2K, độ phân giải màn hình cong tràn viền 2K này các bạn này. 6,7 inch, pin 4500. Con này giá là 4.500.000 các bạn nhá. Lốt 10 Plus thì em còn vài chiếc nữa nhưng nó là hàng gọi lưu ảnh siêu siêu nhẹ, gần như là không thấy. Đang đồng giá cho các bác là cây xanh là 5 triệu, hai cây này 5.2 triệu. Đấy, Lốt 10. Đấy, hai cây này 5.2 triệu, gọi là ám màn siêu siêu nhẹ, gần như không thấy các bác nhé. Cái đấy em chỉ giới thiệu qua thôi. Rồi có một cái loại nữa trong cái tầm tiền mà hơn 2 triệu xem nào. Hơn 2 triệu thì có cái mã Galaxy A23 này, các bác lấy cũng ok này. Con này mới 99%, màu xanh, màu đen và màu trắng nhá, ba màu. Màn hình to, RAM 4 128GB. Con này thì thương hiệu họ nhà Samsung, 2.800.000, pin 5.000, gọi pin cực kỳ trâu luôn. Đấy, 2.800.000 một con Galaxy A23, ba màu này. Rồi có cây Galaxy A32, 2.600.000 này. A32 này cây bán là máy chạy này, nhỏ gọn, thiết kế đẹp. A32, màu đen, màu trắng, nhỏ gọn, xinh xinh, thiết kế đẹp này. Xem con nào có pin không. Đây, màn hình AMOLED, đẹp chưa các bác? Màn hình màu sắc rất ok luôn. Con này thì A32, RAM 4 64GB. Nói chung là vẫn còn rất là ok luôn, pin 5.000 các bác nhé. Giá 2.600.000, Galaxy A32, màu đen, màu trắng, 2.600.000 này. Hôm nay thì mấy cái con này em giới thiệu nhanh thôi, chứ em không giới thiệu kỹ nha các anh em. À đây, mới về một cái lô A71 này mới về, cũng chưa sạc pin lên. Có cây còn nguyên cả cái siêu viền, cây màu xanh còn nguyên cả siêu viền này luôn. RAM 8 128GB, màn AMOLED 6.7 inch, A71, nhưng mà nó là phiên bản của Hàn Quốc nha. Thế nên là cái cấu hình của nó sẽ cao hơn cái bản Việt Nam. Đấy, con này thì màn AMOLED này, RAM của nó là RAM 8GB, bộ trong của nó là 128GB. Rồi bản Hàn Quốc, con này giá 3.500.000 một con Galaxy A71. Con này hết pin mất rồi nhưng con này dùng khá hay, pin 4500. Nói chung màn to, pin trâu. Hai cây màu đen này còn nguyên siêu viền này, cây màu đen này thì ok, màu đen này mới thế các bạn. Nói chung lô này mới cứng luôn nhá. Lô này mới về tầm 99% các bạn. Đây này, màu đen, màu bạc này, màu xanh, toàn cây hàng đẹp rồi các bạn. Đây, màu xanh cũng chưa có lột siêu viền nữa luôn. Mới cứng luôn, lột ra mới cứng luôn các bạn nhá. Màu xanh này. 3.500.000. Và cái sản phẩm tiếp theo xem còn cái mã gì chưa giới thiệu cho các bác này. Cũng hết rồi các bạn. A23, đây còn là A13. A13 này thì cũng còn có vài chiếc nữa. Con này thì RAM 4 64GB, 2.600.000 nốt nhá. A13 màn to, bản Hàn Quốc một SIM. Đấy, nói chung là những cái con này mà các bác mua về tặng người bà, ông bà cha mẹ các kiểu, quăng quật các kiểu thoải mái luôn.
hơn 2 triệu 600 nghìn một chiếc. Và đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em quay. Bác nào cần chốt chiếc nào thì các bác nhắn tin Zalo để đặt hàng. Ok, clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.